Chào mừng các bạn đến với kênh Mưu Sinh Vlog nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Đổi tên liên tục các bạn ơi. Tại khoái đổi giờ. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng ha. Hôm nay mình đi thăm bảy gắn các bạn. Nay thăm với chín rồi, năm anh em đặt mà rút về hết hai rồi. Giờ còn có mình là Mưu Sinh Vlog. Thằng em mình là kênh đam mê săn bắt vlog, còn với ông anh Thuận CT Trần Thuận vlog, ngày ba anh em nay đi thăm bảy thì mong là chúng lớn để có clip cho các bạn xem, mong các bạn ủng hộ kênh của ba anh em mình ha. Còn Long săn bắt Tiền Giang với Trung săn bắt Trung đam mê săn bắt sáng ba thì nửa thứ sáu mới có luồng chung. Mong rằng mấy anh em sẽ hợp nhau lại để làm những clip hấp dẫn cho các bạn xem. Mong các bạn đón nhận những clip của anh em mình ra. Cho like, cho tim và một lượt đăng ký ha. Rồi, mời các bạn theo chân mình thăm bữa nay thăm có 20 cái bẫy các bạn. Hy vọng nay có vài con để đăng cho các bạn xem. Chúc các bạn thành công trong công việc. Mời các bạn đi theo chân mình thăm cái bẫy gắn đầu tiên. Rồi, xuống cái bẫy đầu tiên các bạn ơi. Cái bẫy đầu tiên, cái bẫy này mình hy vọng lắm mà thăm ba chuyến, hai chuyến rồi chứ. Hai chuyến rồi chứ quốc. Cái bẫy này ngon hết sức luôn. Chuyến này không dính gút luôn ạ. Không dính là gút đây. Chỉ chuyến thứ ba rồi. Phân vướng vô không? Rồi, xong luôn. Gút các bạn. Không dính này. Cái bẫy đầu tiên chuột còn sống luôn. Rồi các bạn ơi, đi nãy giờ anh em mới gặp nhau sớm giờ anh em thăm cũng năm bảy cái hết trơn à. Ủa có gắn đòi nữa, ta chưa có con nào nè, sớm giờ thăm mấy cái chưa dính con các bạn. Anh em mày đam mê săn bắt vlog nó làm được hai gắn đại các bạn. Ba con, ba con à? Ba con đại, ba con đại, ăn con chắc lạng rồi. Anh còn anh Thuận cả nhà. Anh này CT Trần Thuận nha các bạn. Tiếp tục nữa rồi cả nhà ơi. Cuộc hành trình thăm bẫy hôm nay anh Thuận được mấy con rồi? Rồi. Anh Thuận được. Anh Thuận được con gắn đại các bạn. Con này chắc chín lạng quá. Anh thăm vùng khác lại chứ không phải thăm vùng này nha các bạn. Con này 900 gram chắc rồi mập. Con này chín lạng chín lạng ngữ. Rồi bữa nay anh Thuận lo cà phê nghe. Rồi, anh Thuận được hai con hổ đó các bạn. Anh thăm trên cánh khác anh thăm có 8 cái mà làm hai con hổ. Hai con này ăn ký quá, hai con hổ với con hành khủng. Anh Thuận ngon quá, hay quá anh Thuận ơi, thật hay quá. Có 8 cái 7 mà dính ba con đó dư sống à. Hôm nay quay ké rồi mình thăm mấy cái rồi không dính. Chưa có con gắn nào cho. Mấy anh em không có gắn mình chưa có. Cái này dễ quá. Tính đâu dính cái khủng cho hai người kia đặng buồn chơi mà ai ngờ cuối cùng không dính con khủng dính mini không. Oh. Anh Trung ơi, anh Trung với Long ơi. Hôm nay anh Thuận vô mánh rồi. Cho mấy ông rút 7 nha. Con 7 là còn hy vọng. Rút 7 anh em đó chứ. Ủa con đó nhiều không? Ba lạng không? À. Có người dư sức rồi. Ba lạng dư sức. 2 lần 8. Ừ, trời, có gai gì á? Con gai. Trời ơi, trời ơi, con quay bẫy nhỏ mà còn xài gai. Móc xài gai gì mà nè, dính con hèo nó không xảy như gai. Đâu xảy đâu, xảy hoài, không xảy. Phải là con dậy vậy lướt. Con này 2 lần rưỡi các bạn. 2 lần 8. Không sao. Chút xíu nó lần à. Bẫy nhỏ mà còn có gai nữa. Đây, mình tới cho đây. Đủ tiền xăng rồi. Đủ tiền cà phê rồi. Cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Sớm giờ mình thăm cái hai cái bốn cái rồi mà chưa có con nào chứ. Anh em đồng nghiệp ai cũng có chứ mình chưa có. Nhưng này bị cừ thú đầu luôn. Chết cha, có chú vườn làm. Này không biết sao. Rõ mắt quá. Cái này thăm hai cử, cử này không dính chân. Cử này không biết chín không. Bẫy thì còn. Cử này không thấy phân các bạn ơi. Phân bọng gì chứ. Trời ơi, dù dính bạn ơi.
không thấy phân mà dính, hụ qua 3 tiếng dính 3 con ở phân đây nè, 100 gram các bạn, kể có đã không, anh em ta có mình không có kỳ lắm. Nhờ anh em đam mê săn bắt, bắt giùm luôn các bạn, cái chủ vườn làm không ấy, kệ đặt đây, con ba, hai lần rưỡi một nồi tao, 200 gram hết đó nè. Con này 2 lần rưỡi, 200 gram hết đá trời. Ông ba cử 3 con nhì hang ba đó, còn con nhì nữa đâu ta, tiếp theo dính con nhì nữa. Rồi. 200 gram gắn cái này mập à, gắn cái này có mưa mập. Rồi bỏ vô, rồi bỏ vô đi tiếp các bạn ơi. Ừ, quăng đi. Có mới con đầu tiên á, rồi ai cũng có gắn rồi, mừng quá, sớm vậy chưa có mặt buồn hiu. Thấy gì chưa ông Long? Dính ngân đại không? Ơi, thấy gì chưa? Rút 7 không hối hận rồi Long với anh Trung ơi. Chưa đâu nha. Từ từ. Rồi, cái tiếp theo các bạn. Cái này được rồi. Anh Trung với Long. Thăm hai cái đều dính trên cái mình sảy mắt rồi. Cái này thấy phần các bạn. Để có vài phần nhỏ xíu. Rồi. Nhỏ các bạn ơi. Để có dính được rồi. Có dính là vui. Hồi rồi nó dấu phân nè. Dấu phân mà gắn 2 lần mấy à. Quá tệ. Nhờ anh em nó bắt giùm các bạn ơi. Con thứ hai trong ngày. Này gắn chạy anh Trung ơi. Anh với Long rút là sai lầm. Mới thăm có 6-7 cái mà. Được 2 con à. Nay thăm có 20-7 à. Cái này phải sửa bẫy à, sửa hôm đây rồi. Để thôi ba sửa. Có đem chì. Rồi nhì các bạn. Chưa ổn chỗ không? Chưa, nó còn bụng còn bự bự đó. 3 lạng. Còn 3 lạng chắc. Gắn cái này mập. Thấy gì chưa? Cái này sắp đâu lên là gắn mập. Thấy gì chưa? Rút chi nha. Vì qua đây lỗ chết. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Anh Trung với Long ơi. Chiến rồi 2-7 ông. Dính người dính con. Bảy tôi mắc chuột. Chiến này dính hành. Bảy ngày em đặt hay trang bảy của anh Trung. Làm con dễn. Chiến 6-7 gram. Vì là dám dễn. Chiến rồi xảy bảy mình quá. Rồi tới cái bảy tiếp theo. Cái bảy này 2 chiến dính hàng nữa. Hàng ngựa cặp của nó rồi, không biết chiến này dính gì không. Chủ vườn xịt thuốc cỏ chỗ lưu ý chăng. Ôi màu bảy con đó. Còn tưởng đâu mắc rồi. Rồi chiến này chết quớt rồi. Ô cái bảy này ai thăm mà, ai thăm để cái bảy kỳ chết quớt các bạn. Rồi cái bảy tiếp theo các bạn ơi. Đẩy này đặt trên khô sợ chuột nó chết, nó trong lỏng thấy lu mỏ ra luôn. Kiếm gì không? Không có miếng phân gì chân các bạn, không thấy phân bọng gì chân. Chà, không phân mà thấy các bạn thấy để đầu kia nó hành các bạn. Còn này 3 lạng nữa rồi, 300 gram nữa được ngon. Cái bảy tiếp theo các bạn. Mày ơi, còn có cái này thì 3 cái nữa hết rồi. Hồi nãy giờ không bỡ được con nào hết trơn. Con chuột ngủ không. Cái này đặt tào lao luôn. Cái này không có chỗ đặt, mình đặt tào lao. Đâu ta. Đây. Xem chút xíu đạp rồi các bạn. Đặt dưới ngay đường rảnh nhỏ xíu. Rồi. Chim ru luôn. Chim ru các bạn ơi. Đầu dính các bạn. Dính. Thấy, có phần này. Con này 1 lạng rưỡi 2 lạng các bạn. Hệ có đỡ không? Nhỏ xíu. Rồi, cái tiếp theo các bạn ơi. Cái này còn 2 cái nữa hết nha các bạn. Cái này chiến gợi. Chiến gợi chất quốc. Ây im quá mà, không dính. Chiến này. Chiến này có phân các bạn ơi.
có phần anh Thuận ơi, có phần bởi anh chê nhỏ xíu đó, hai lần mấy các bạn, hàng mấy 300 gram, hàng mấy rắn bự bự không rồi nữa, bự đặt bự bự rồi. Con này 300 gram, con này nửa ký cho nha, nửa ký khô đúng má nó. Rồi sẽ tiếp tục các bạn, khu này ba cái mà mới vô cái đầu lụm mà còn 300 gram. Ý ngồi đây bắt cắn đi. Rồi, ai đi xiệt vô, ai đi xiệt bảy bữa đặt đấy. Rồi nước ngập các bạn ơi, đau lòng rồi chứ, nước ngập rồi, nước ngập chết, chết gắn luôn các bạn ơi, dính luôn rồi, chết rồi. Ồ, dính gắn mà chết các bạn, thu quắc rồi. Rồi cái cuối cùng các bạn ơi, mà thấy trong lỏng rồi, không biết còn cái bẫy không, cái này chín rồi, rồi bẫy thì còn ở trong lỏng luôn rồi, chín rồi, dính con gì nước ngập mình giờ ở đây. Rồi chuột chết rồi các bạn, rồi đạp sập lép luôn, chuột mất tiêu, thua luôn. Cô dính gắn có da nè, cái này dính luôn các bạn ơi, có da còn sót lại nè, dính được rồi, gì đó quá. Bảy nung đi nè, nung đi các bạn ơi. Rồi ba cái ba con mà ăn được hai, ăn được con chết con đi. Rồi kết thúc clip. Rồi tổng kết các bạn ơi, chuyến thăm bẫy hôm nay hai người khóc một người cười đó, cái người cười đi lúc ngoài sao các bạn, nặng quá giá không nổi, này anh được hàng nhất nha các bạn, còn hàng nhất bự thôi, còn chừng 9 lạng với còn chừng 6 lạng rưỡi, nay hai người khóc một người cười nha, nay mình cũng chết quá các bạn, này dính 8 gắn mà chết hết ba con, chết hai con sảy con bị ta đạp dẹp hôm gửi ra, thằng em cũng được mấy con các bạn ơi, con cũng được ký mấy 2 ký, mình cũng được ký mấy, có anh này quá chừng rồi, bữa nay bao nước không xứng đáng này, phải con nhất bao nước xứng đáng này, hai con với hai con hổ nữa, đặt ở đâu mà có hổ không biết, trời ơi hàng nhất ngon, con này chính là cho lên cái đầu quá, ngay cầu Dung, anh Thuận CT Trần Thuận ngày nay trúng nha các bạn, nhiều đã 3 ký không? Ba ký ạ, chừng ba ký, ba ký hổ, 4 ký, ba mấy cái hả? 28 cái, 28 cái mà 4 ký ngon, ngày em được con dện, dện 6-7 lạng, dện ngay chân chỗ 7 có anh đặt nè anh Trung, ba người đặt ba góc á, cái này ngày em dính con dện, em bị dính con hành, chỗ con lông thì không có đặt, rồi. Nói tóm lại bữa nay là chi phí săn cộ thì có dư chút đỉnh chứ không có lời. Nay cũng như lỗ công các bạn. Có anh Thuận là ở nay dư công dư lời. Người chiến thắng lúc nào ở đằng kia vậy. Rồi bye bye khán giả các bạn. Bye bye cả nhà. Rồi. Chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo.